chào tất cả các bạn. Mình là dược sĩ tại nhà thuốc Lê Hải ở địa chỉ số 26 Nguyễn Đức Cảnh, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, Nghệ An. Nhà thuốc đã biết đến sản phẩm Ovaquy 1 và Sperm Quý đã được 5 năm. Cơ duyên để biết tới cái sản phẩm này để tư vấn cho các cặp đôi hiếm muộn mong con là qua một câu chuyện của chị bạn cưới nhau cũng đã được trên 3 năm rồi. Lúc đấy mình đi khám thì bác sĩ bảo là chị bị buông trứng đa nang và cũng đã được bác sĩ kê cho loại thuốc Ovaquy 1 để nâng cao chất lượng của trứng và tăng cái kích thước của trứng. Chỉ có đi tìm các nhà thuốc ở trên địa bàn mà không có, thì cũng rất là may mắn là có một bạn dược sĩ đã tới và hỏi cái sản phẩm này, quả là xin được số điện thoại của bạn đấy và giúp chị bạn mua được sản phẩm mà chị đã dùng được trong thời gian 5 tháng, chị đã có thai tự nhiên. Và từ đấy thì mình tin tưởng tới sản phẩm. Thực ra thì mãi sau này thì mới biết được là ở công ty Dược Nhật Đức đã phân phối sản phẩm Ova và Sperm Quý. Từ đấy mà nhà thuốc biết đến sản phẩm. Điều để nhà thuốc tin tưởng vào sản phẩm Ova và Sperm Quý, cũng như các bạn đã biết thì sản phẩm được sản xuất bởi công ty dược phẩm Mediplantech, là một công ty có uy tín trên thị trường của Việt Nam mình. Thứ nữa là nguyên liệu để sản xuất ra viên thuốc này là hoàn toàn nhập khẩu 100% và đã được công ty Dược Nhật Đức phân phối độc quyền. Mà người chịu trách nhiệm về sản phẩm này là bác sĩ Hồng Vân, một người bác sĩ mà nhà thuốc rất là yêu quý và muốn được học hỏi bác sĩ rất là nhiều. Và điều nữa làm cho nhà thuốc tin tưởng vào sản phẩm Ova và Sperm Quý là đã tư vấn được cho rất là nhiều cặp vợ chồng mong con và đã có con. Có những bạn mới cưới mà cũng mong con sớm nhưng lại mắc phải là kinh nguyệt không đều. Thì các bạn đấy cũng đã được nhà thuốc tư vấn là phải uống sản phẩm khoảng 3 tháng thì cũng rất là may mắn là các bạn đấy thì uống trong vòng 1 tháng thì đã bảo tin vui rồi. Nhiều chị là bị buồng trứng đa nang, rồi có những chị thì lớn tuổi lắm rồi. Các anh chị cũng muốn có thêm cháu nữa. Nhưng đi gặp bác sĩ thì bác sĩ bảo buồng trứng của chị đã có dấu hiệu của suy buồng trứng, nên là trứng không phát triển. Bác sĩ cũng khuyên là vợ chồng không nên sinh cháu nữa. Cũng rất tình cờ chị ra nhà thuốc, chị cũng tâm sự như thế thì nhà thuốc đã tư vấn cho chị nên dùng cái sản phẩm Ovaquy 1 và cái Sperm Quý cho chồng thì chị uống được khoảng 3 tháng. Thì chị đi kiểm tra lại thì thấy buồng trứng của chị phát triển rất là đều. Lúc đấy thì bác sĩ khuyên nên chọc trứng và để làm IVF. Thì hiện tại bây giờ là anh chị đã cấy phôi và đã mang thai được khoảng 7 tháng. Thì đó cũng là một niềm vui cho nhà thuốc. Nhà thuốc Lê Hải, nhà thuốc Đức Sơn, Bình Châu, Nguyễn Thị Hoan, Phước Thiện Hai, Phương Thảo tin tưởng hoàn toàn vào chất lượng và hiệu quả của sản phẩm Ova Quy 1 và Sperm Quy hỗ trợ mang thai tự nhiên.